Rồi các bạn mở âm ly lên thôi ha. Đó, âm ly nào cũng được các bạn. Rồi lấy cái này, lấy cái này nè, gắn vô. Rồi, rồi một cái nữa, mình sẽ gắn vô cái đèn. Cây này mục đích hôm nay mình làm cái A8 này không dây với lại cây đàn này luôn, là cây này là mình sẵn mình test luôn, là mình sẽ chủ nhật này mình sẽ đích thân mình đi giao. Mình sẽ đi giao ở dưới Bình Tân nha các bạn, giao cho khách luôn. Đó. Rồi thoa khít nó vô. Bây giờ hôm nay mình đứng đi. Đứng mình sẽ chơi bằng cái cọng dây đeo, là dây đeo này dây đeo không cần phải khoan lỗ gì hết, trồng vô cổ luôn các bạn. À, rất là gọn luôn, dây này mình có bán ở đây luôn. À, chưa, rất là gọn. Rồi mình cắm vô rồi đó các bạn, giờ mình thử thôi. Mở lên. Rồi mở lên. Đó các bạn thấy không? Âm nắp bén cho con. Các bạn thấy không, thì cái đồ bắt sóng rất là tốt. Bây giờ mình sẽ đi luôn, mình đi ra ngoài luôn cũng được nữa. Đi ra ngoài luôn, đi ngoài đường luôn.